bài đây thì có phản ứng nào xảy ra, em có biết đúng phản ứng đúng không? Đó, nói tới cách giải. Thầy mời một em trả lời cho thầy phản ứng xảy ra là gì. Thầy mời Bích Hoa nè. Dạ có thêm hai cảm ứng đẹp, ánh đẹp nữa thầy. Rồi em đọc thì tốt vẫn. Dạ là AL cộng H2SO4 đẹp, sau ra AL2 tất cả SO43 cộng SO2 cộng H2O. MG cộng H2SO4 đẹp, cho ra MG SO4 cộng SO2 cộng H2O. Rồi, cảm ơn. Như vậy là tất cả là theo em là có bốn phản ứng. Được chưa? Còn em nào ý kiến gì không? Rồi, không ý kiến gì, nghĩa là đồng ý hả? Đồng ý. Ở đây chúng ta lưu ý nè, nếu các em viết phản ứng như thế thì các em giải cái bài tập này nó sẽ sai không? Hả? Thực ra nó chỉ bài xảy ra ba phản ứng thôi. Trong này các em nhớ cho thầy là với axit citric đạt muối á, thì chỉ chúng ta nhớ là phải trừ ra ba nguyên tố kim loại trong tác dụng này, nhôm là một, sắt là hai và crom là ba. Được chưa? Ở đây người ta cho thì người ta nói rõ ràng mà, axit citric đạt dư ở điều kiện thường có nghĩa là phải nguội không, bình thường phải nguội không đó. Cho nên chúng ta lưu ý viết phương trình mà sai là dẫn đến giải sai. Rồi sau khi viết phương trình xong chúng ta sẽ giải như thế nào thì đây cũng nhìn quan sát này, ta khác bài nãy, cái bài này là hai kim loại cùng tác dụng axit sinh ra piro, còn cái bài hồi nãy á là chỉ có một anh tác dụng của anh không tác dụng, cho nên cái bài này chúng ta phải lập hệ. Được chưa? Cách giải chúng ta phải lập hệ mà ta gọi xi là số mol của nhôm và magie, nhôm và magie lần lượt là số mol nhôm magie, thì chúng ta sẽ lập hệ thế nào nè, hai nhôm ra ba hydro, x nhôm thì sẽ là 1,5 hydro, chúng ta sẽ có 1,5x là số mol đua ở trên. Được chưa? Y mol của magie, một magie ra một rô thì y mol magie sẽ là y mol hydro, như vậy tổng số mol hydro là sẽ là 1,5x cộng cho y bằng 0,1, và 0,1 ở đâu ra, đó chính là số mol hydro là 2,4 chia cho 24,4, 22,4 đúng không? Đó. Phương trình số 2 này, ở đây chúng ta chỉ có một phương trình thôi, một phương trình. Nếu em viết hai phương trình thì dưới này em sẽ có một một phương trình nữa, hai ẩn nữa, nhưng mà nó chỉ có một phương trình thôi, cho nên em sẽ có là số mol magie là y, tôi gọi số mol magie là y thì số mol của x2 cũng là y, cho nên em sẽ có luôn kết quả là y bằng 0,025, y chính là số mol của x2 này, đấy 0,56 em chia cho 22,4 thì là số mol của x của hai, được chưa? Đó, và em giải cái phương trình này ra, em thay y vô trong phương trình này thì em sẽ được x bằng 0,05, như vậy kết quả em sẽ được x 0,05, y bằng 0,025, và em suy ra phần trăm của magie. Phần trăm magie bằng gì? Bằng khối lượng magie chia khối lượng hợp nhân 100. Khối lượng magie là 0,025 nhân 24 chia khối lượng hỗn hợp. Khối lượng hợp là gì? Đó là khối lượng của nhôm cộng khối lượng của magie và nhân trăm, thì ra kết quả này. Được chưa? Cái phần này em tính xong. Vấn đề ở đây chúng ta nắm cái cách giải là xong câu A. Rồi, các em có thắc mắc gì không? Có em nào thắc mắc không? Đừng có im lặng nha, im lặng nó nguy hiểm lắm. Cuộc sống mà cứ im lặng mãi giống như chúng ta chết mà chưa được chôn á, đúng không? Con người mà cứ im lặng mãi. Ơi, thầy có thể giảng đề cho em từ phần hệ phương trình trở xuống được không thầy? Rồi, dẫn hệ phương trình phải không? Trở xuống này. Rồi, ok. Thì cái em nhớ là tại sao chúng ta lập hệ là bởi vì nó có hỗn hợp tác dụng axit sinh hydro, cho nên chúng ta lập hệ. Và ta gọi x là số mol của nhôm, y là số mol của gì nè? Màu dê, được chưa? Thì ta sẽ có hệ gì? Hai mol nhôm ra bốn ba mol hydro, thì x mol nhôm thì sẽ ra 1,5 mol hydro. Hydro trên này là 1,5x. X mol nhôm thì ra 1,5x. Còn magie là y
thì tỷ lệ với hero là 1:1 y mà dê thì sẽ là y hero, còn lại em lấy cái hero trên là 1:5x, hero dưới là y cộng lại thì ra không phải một, không không một chính là tổng số môn của hero là đây là 2.24 chia ra 24 ra 0.1. Còn cái phương trình dưới nó có số môn của Maje là gì? Là y. Sau cái căn bàn xong ta thấy là 1 Maje sinh 1 x 2. Số môn Maje là y thì suy ra số môn của x 2 cũng là y. Mà x 2 bằng mấy? Bằng 0.56 chia 2.24. Cho nên số môn của x 2 bằng 0.025. Như vậy có nghĩa là y bằng 0.025. Rồi ta có cái hệ này đúng không? Cái hệ này là khuyết đi ẩn x của phương trình số 2. Thì có y rồi ta tha phương trình số 1. Thì em sẽ dỡ ra x. X là 0.5. Rồi có số môn của mà dê rồi. Có môn mà dê rồi. Thì tính được khối lượng mà dê. Có môn mà dê rồi. Có môn mà dê rồi. Có môn nhôm rồi. Thì tính được khối lượng hả? Em lấy khối lượng Maje chia khối lượng hợp nhân ra thì ra phần trăm của Maje, còn phần trăm của nhôm thì lấy phần trăm trừ được chưa? Giờ ta xem câu B này. Câu B là khí A cho vào 28 gram dung dịch nạo hấp 10% thu được mũ gì? Còn viết dung dịch như vậy, cái SO2 mà cho vào dung dịch bao giờ mà thu được mũ gì á, cái dạng này lớp 10 các em gặp rồi đúng không? Gặp rồi nó sẽ sinh ra mấy muối kìa, hai muối, sinh ra hai muối. Như vậy để biết muối gì tạo thành thì các em lập tỷ lệ của axit em chia bây giờ, axit chia bây giờ. Có nhiều cách để chúng ta xác định muối tạo ra ha, nhưng mà các em nhớ thầy thống nhất cho thầy một cái nè, cứ lấy axit chia bây giờ, axit chia bây giờ. Như vậy muốn lập tỷ lệ này thì bọn em phải đi tìm số môn của axit là SO2, còn số môn bazơ nào quá SO2 thì chúng ta có rồi, 0.025. Còn số môn nào hết với điều kiện 28 gram dung dịch nào hết 10% thì số môn của nào hết được tính theo thức nào? Chúng ta dùng công thức nào này, em đã biết không? Chúng ta có 7 công thức tính số môn đấy, đúng không? 7 công thức tính số môn. Đây, chúng ta dùng công thức này kìa. Số môn của NaOH bằng nồng độ chia cho nhân mà dung dịch chia cho 100 nhân mà lớn. Được chưa? Thả vô nồng độ là 10. M dung dịch kem bấm máy tính đi, mà dung dịch bằng 28, 10 nhân 28 chia cho 100 nhân cho 40. Tất cả chia cho 100 nhân 40 đúng không? Thì kết quả sẽ 0.07. Và sau đó em lập tỷ lệ này giữa SO2 và NaOH thì em sẽ có là 0.025. Số môn SO2 chia cho 0.07. Thì giá trị này nó lớn, nó nhỏ hơn 0.5. Chúng nhớ cái quãng nha, 0.5. Và nhỏ 0.5 thì kết luận là tạo ra một muối. Đó là muối trung hòa, hoặc muối trung hòa. Và đó là muối nào nè? Muối trung hòa là muối nào nè? À, Phương Như này trả lời thôi. Phương Như, theo em là hai phương trình dưới này sẽ xảy ra phương trình nào? Phương Như nè, biết không em? À, bạn biết. Tạo ra một muối. Chúng ta lưu ý là khi mà tỷ lệ này em chia nhỏ hơn 1/2, cái 1/2 ở đâu ra này? Đây này, em lấy số 1 em chia số 2 này là 1/2. Mà giá trị này nhỏ hơn 1/2 á thì tạo muối trung hòa, được chưa? Còn nếu em lấy cái này, một em chia cho một này là một chia một là bằng một, thì lớn hơn hoặc bằng một thì nó sẽ tạo muối axit. Như vậy nếu nó lớn hơn 1/2 mà nhỏ một thì sao, thì nó sẽ tạo hai muối. Dạ, yeah. Trường hợp này em chia ra nó bằng nhỏ hơn 0.5 này, còn 0.5 cho nên nó tạo muối trung hòa là tạo muối natri sulfit, muối trung hòa, được chưa? Rồi như vậy xong câu B hả? Như vậy thì cái câu B này chúng ta nhớ lại cái dòng bài tập là xác định muối gì sinh ra, xác định muối gì sinh ra. Như vậy để xác định muối sinh ra chúng ta tiến hành xét tỷ lệ axit chia bây giờ và xét trong các quãng, thì ở đây sẽ có ba trường hợp xảy ra.
một là nhỏ 1/2 này, hai là lớn là 1, hai là nằm vào khoảng giữa từ 1/2 đến 1. Và cứ axit chi bây giờ nằm khoảng dưới là muối trung hòa, axit chi bây giờ nằm khoảng trên là muối axit trên, là axit chi bây giờ này, axit ở trên này, axit chi bây giờ trên sẽ là muối axit. Rồi, như vậy chúng ta xong một cái bài nữa, đó là phương pháp giải nhanh một số bài tập. Ví dụ chúng ta có bài tập là một hỗn hợp oxy và H2 có tỷ số so với hydrogen 24 tính phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp theo thể tích. Các em giải được bài này không? Đây ta dùng phương pháp gì kia? Dùng cái tỷ số của khí hỗn hợp khí so với là hydrogen 24. Thì cái phương pháp này ta nhớ đấy là phương pháp gì? Phương pháp gì em? Dùng phương pháp đường chéo, được chưa? Đường chéo là gì nè? Ta đạt V1 với 2 lần lượt là thể tích của oxy và H2 tổng hợp theo đề bài chúng ta có mời trung bình. Tỷ số của nó sau video bằng 24 thì mình bình là 48. Và áp dụng đường chéo ta sẽ được gì? H2 là 64, oxy là 32. Thì 48 cái điện ở giữa này, 48. Thì lấy 48 trừ 32 là 16, lấy 64 trừ 48 là 16. Ta sẽ chéo lên này, ta chéo lên, được chưa? Sau đó ta lấy V1 chia V2 tức là N1 chia N2 bằng nó số 16 nên chia 16. 16 chia 16 bằng 1 chia 1. Đơn giản thế thôi. Rồi vậy phần trăm thể tích cũng chính là phần trăm số mol. Cho nên suy ra là khi mà tỷ lệ 1:1 rồi á thì mẫu anh sẽ hay anh sẽ có phần trăm bằng nhau. Thì nó mương thôi. Đấy. Có đường chéo vậy thế. Và em quay lại, thu lại, ghi lại đúng không? Và cái việc nghiên cứu thêm. Ờ, và thêm về cái giải cho thầy cái bài này. Giải thầy bài này. Chúng ta có thể dùng đường chéo, chúng ta để thu được dung dịch 25% thì cần M1 cái này và M2 cái này. Ở tỷ lệ M1 và 2 là bao nhiêu? Ta sử dụng đường chéo. Được chưa? Mà đáp án là bài tập về nhà về cái em lưu bài tập này về cái em giải. Và hôm sau có gì cái em hỏi trao đổi. Còn bây giờ chúng ta dừng cái tiết học này. Đầu kem rồi có thắc mắc gì không? Thì cứ thích gì thêm không? Cố gắng ta thêm, chúng ta tham gia vào nhiệt tình hơn. Cái kem tham gia mà để có ngồi nghe để có thì kết quả nó khó tương đủ. Rồi không có thắc mắc gì thì kem bị giải bài tập hết. Sau chúng ta sẽ học bài mới cho các em.